Áo dài nam cách tân có kiểu dáng mới mẻ, hiện đại, giúp các chàng trai thoải mái, tự tin khi diện trang phục đậm chất dân tộc này. Ngày nay thì việc lựa chọn một chiếc áo dài cho nữ giới thì khá là đơn giản, nhưng với nam giới thì có vẻ khó khăn hơn. Hãy đi theo chân Khang để có một vài bí kíp trong việc lựa chọn chiếc áo dài cho năm mới. Hiện nay nhu cầu mặc áo dài không chỉ đối với nữ mà các bạn nam giới cũng có nhu cầu mặc áo dài rất là nhiều. Mỗi dịp xuân đến và cũng có những cái sự kiện mà chúng ta cần phải mặc áo dài gầy và nhỏ. Thì chính vì thế mà Duy hay lựa chọn những thiết kế có cái tông màu nó sáng và những cái họa tiết nó nổi bật. Duy sẽ sử dụng nhiều hơn để làm tăng cái size người của mình. Với những cái điểm nhấn ở trên áo nó vừa phải thôi thì nhìn trông chúng ta cũng sẽ đặc biệt hơn. Còn với những bạn mà có thể hình mà to lớn thì Duy khuyên là các bạn nên chọn cái tông màu đậm, ví dụ như kiểu màu đen hay là màu xanh đen, hay là những họa tiết kẻ sọc và những họa tiết chi tiết nhỏ sẽ làm cho các bạn trông nhỏ nhắn hơn. Thiết kế cách điệu từ mẫu áo dài nam truyền thống, áo dài cách tân của nam giới hiện nay có kiểu dáng mới mẻ, hiện đại hơn nhưng vẫn mang những nét truyền thống vốn có. Và với những chất liệu mà khi mà các bạn lựa chọn, với những người gầy thì chúng ta không nên chọn chất liệu quá là mỏng. Ngược lại thì với những người có số đo lớn, những người mập hơn thì chúng ta nên chọn những cái chất liệu nó vừa phải thôi, đừng dày quá, bởi vì nếu như dày quá sẽ làm tăng thêm cái size của cơ thể. Đặc biệt, chiếc áo dài nam có sự thuận tiện hơn so với áo dài nữ. Bạn chỉ cần một chiếc áo dài kết hợp với chiếc quần jean hay quần kaki cũng tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và cũng rất dễ di chuyển, phù hợp với các hoạt động đầu năm. Đã đến lúc không chỉ nữ giới mới mặc áo dài mà nam giới cũng nên lựa chọn những bộ áo dài phù hợp, vừa gần gũi, vừa thân thương mà không kém phần sang trọng.